Ok, chào tất cả các anh em đam mê PCB. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả anh em có một ngày tràn đầy sức khỏe và kiếm được nhiều tiền để tiếp tục theo đuổi con đường đam mê PCB của mình nha. Rồi, hôm nay shop hạ PCB Aegon xin giới thiệu tới anh em. Đó là hai sản phẩm, hai loại cần nhập từ Đài Loan, Taiwan. Rồi, ok. Đầu tiên là cần Lotha Water. Cần Lotha Water nhập từ Đài Loan nha anh em. Cần Lotha Water nhập từ Đài Loan. Em có hai loại kích cỡ, đó là 635 và 5.5. Côn 22 là 635 nha anh em. Lotha Water Made in Taiwan. Rồi, tất cả loại cành này đều mới nha. Anh em Made in Taiwan do công ty Liston Industrial sản xuất nha anh em. Anh em có thể lên trang web của công ty nè và chụp hình hỏi công ty đây có phải là cành của bên công ty sản xuất không. Cành này thì thật chất nó là thương hiệu của Mỹ, Lotha Elford, Lotha Water Elford, thương hiệu của Mỹ, nhưng mà Đài Loan nó, công ty Đài Loan nó mua bản quyền đó, nó mua bản quyền về sản xuất và phân phối, nên anh em yên tâm, tại vì bên đó nó không cho copy đâu anh em yên tâm, bên đó là copy là ăn cắp bản quyền của người ta là đi tù nặng lắm anh em, bị phạt nặng lắm. Nên không có ai công ty nào mà dạy dột cái copy mà công khai đâu. Đó, em sẽ cho anh em coi thương tuyến của nó ha. Đó, thương tuyến Lotha Elford, Lotha Water của Đài Loan nha. 12 thương tuyến nha anh em. Rất là đẹp. Thương tuyến đẹp không? Thương tuyến rất là rõ nét nha. Những cành này thì em bao cho anh em, bao mòn thương tuyến cho anh em 1 năm. Chơi 1 năm mà mòn thương tuyến thì cứ gửi trả lại cho em. Em hoàn tiền lại cho ha. Nhưng mà mới với một điều kiện anh em phải xài kẹo xịn nha. Chứ kẹo xài kẹo cứng như đá thì có vàng nó cũng mòn anh em ạ. Đó, anh em phải xài kẹo mềm mềm, kẹo chỉ dây chỉ nhập mềm xịn, bán nó mới chất lượng với bảo vệ an toàn cho khương tuyến của anh em, như là phải đánh răng không là bị sâu răng ăn anh em. Đó, hoa đẹp lắm nha, đây là đầu choker của nó ha, tất cả đều có đầu choker hết nha. Thì đầu choker là gì? Là đầu nó sẽ đầu ra kẹo, đầu nó sẽ dày hơn mà đầu vô một xíu để nó có thể cắn viên kẹo đẹp hơn, sắc hơn anh em ha. Thể cắn viên kẹo đẹp hơn, sắc hơn. Đầu choker bắn chuẩn xác hơn nữa anh em ha. Cái đầu choker là sẽ bắn chuẩn xác. Đừng có nên lấy những cành mà Việt Nam kéo so sánh với những cành mà công ty Đài Loan sản xuất nha. Những cành nhập sao Việt Nam bằng được, tại vì nước họ, công nghệ của nước họ, máy CNC của nước họ, nó công nghệ nó phát triển, nó cao cấp hơn nước mình nhiều. Tại vì nó cho chơi mà, cho chơi đại trà mà, nên mà người ta có thể đầu tư mạnh về công nghệ sản xuất. Còn Việt Nam mình chỉ chơi lén chơi lút, sản xuất lén lút thôi, nên không có ai đầu tư mạnh đâu. Nên Việt Nam kéo không có ngon bằng Đài Loan đâu. Rồi tiếp theo đây là tiếp theo cần này là cần
Greenwater đầu rồng cũng của công ty Lipton Industry sản xuất luôn anh em ha, tem 7 màu đó, có nắp đàng hoàng nha. Rồi, tem 7 màu có mã vạch số seri. Công ty Lipton Industry đó, trang web của công ty trên nhãn mác của nó luôn nha anh em. Đều đẹp sáng bóng, tất cả đều mới, có đuôi chuột. Thì tất cả loại cần bên em đều có hai kích thước là 5.5 và 6.35, và đa cây của em, cái cần Rainwater mà em đang cầm trên tay đây là côn 25, là 6.35 nha anh em. Anh em có thể tha hồ lựa chọn 5.5, 6.35, và chiều dài của nó từ 14, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 22 inch. Em cho anh em xem khương tuyến của cần Rainwater này nha. 8 khương tuyến, đẹp không? Trời ơi, khương tuyến đó nè, đẹp lắm anh em nha. Đặc biệt series 2019 này, 2020-19 này là 8 khương tuyến nha. Hồi xưa của nó là 12 khương tuyến, nhưng bây giờ người ta cải tiến nâng cấp hết rồi, người ta chỉ chơi 8 khương tuyến thôi. Đó, Rainwater đầu rồng, coi lại khương tuyến đẹp quá. Cần này thì tầm trung nha anh em, cũng mắc đó, cũng mắc nhưng mà chưa mắc lắm, chưa mắc nhất, chưa chục triệu. Nên em thoải mái mà lựa chọn. Đó, đẹp không? Trời, sáng bóng thượng tiến luôn. Đây, cũng có đầu choker nha anh em. Anh em coi đầu choker của nó này. Đẹp quá ha. Rồi, ok, 5.5 và 6.35 đầy đủ kích cỡ cho nên lựa chọn ha. Rồi, đó là hai loại cần Lotte Water và Rainwater đầu rồng của Đài Loan, bên của bên em độc quyền ở Việt Nam nha. Thật sự thì bên em độc quyền ở Việt Nam, có một số lái khác có, thì đó là bên em cung cấp sỉ cho người ta để người ta bán cùng, chứ em không, em độc quyền thì độc quyền, chứ em lái nào mà làm ăn đàng hoàng mà thân thiện với bên em thì bên em cũng cung cấp sỉ cho người ta bán để cùng nhau phát triển thôi. Đó, rồi nếu mà anh em muốn tham khảo thêm, muốn hỏi giá và muốn mua thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo của em 077-622-3432. Và sau đây em xin kết thúc clip tại đây. Anh em nào muốn mua hàng thì xin liên hệ số điện thoại của em. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem clip, chúc anh em một ngày vui vẻ. Rồi, chào anh em nhé.